Yo, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 anh em ạ. Và bây giờ hiện tại là... mấy giờ nhỉ? Không anh em. Quên. Gần 8 giờ anh em. Hôm nay ngày 8 tháng 3 mình đang đợi Bảo tắm xong rồi anh mình sẽ ra ngoài đường để hưởng ứng ngày 8 tháng 3 trong cái dịch bệnh này. Kia đã tắm xong rồi các bạn ạ. Nó đang nằm trong phòng. Bây giờ vào bắt nó chọn cho ăn rồi. Chiến rồi, 9 giờ. Nó đầy các bạn. Nó đang mải mê tìm chỗ ăn các bạn. Bạn này đoạn đáng như nào rồi? Chưa hiểu điều gì khiến tân xác nó lết dậy để mà đi. Mà cuối cùng quay trở lại câu chuyện thì cuối cùng bọn mình lôi nhau được đi ăn các bạn ạ. Không chịu thì phải nhận lỗi, sự quan trọng của hai lần đó. Thì các em muốn nổ chết cho mình được mấy khỉ. À, nhưng mà nó cầm, bây giờ anh nhận, cái nhận nó rất là đơn giản. Cái nhận anh nhận cho các em được. Anh nhận anh... không, riêng anh nhận, anh nhận cho các em cả đời luôn. Nó mới hưởng, nó mới hưởng sự quan trọng của pháp luật đấy không? Riêng anh nói đến vấn đề pháp luật. Thì các để các bạn là đổ thành cái mấy khỉ. Nó chối được không? Không, nhận, nó nhận cả đời chúng mày được. Mà sai, chẳng sai đâu. Cầm đi, sao chẳng cầm đi rồi. Này đổ lỗi cho chẳng nào cầm. Để không phải quên điện thoại nhà. Còn mẹ cầm thì đã cầm đi rồi. Ừ, đúng rồi. Chứ trách nhiệm thì cầm đã cầm đi rồi. Sai là sai, chỗ không cầm đi. Còn cầm đã cầm đi rồi, sai chỗ nào. Ừ, thôi. Rồi, cái cun đấy luôn. Các bạn nhé. Đây là một việc chịu trách nhiệm. Lần chịu trách nhiệm. Mẹ là đéo cần chịu trách nhiệm. Nói này là giao dưới trách nhiệm. Chịu trách nhiệm là tin mẹ không cầm đi, không có thì không có sử dụng. Cầm đi rồi, chịu trách nhiệm cái gì? Đúng rồi, còn có ra là không anh em. Đúng không? Đây, chịu trách nhiệm ở đây là cái việc mà lần sau là phải nhớ. Nó phải nhớ. Ơ, nó phải lên đó. Ô, nhận cho mình này. Quay lượt, quay với lúc. Đây, 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 không phải nhìn. Không phải nhìn. Cảm ơn mẹ nha. Nhìn phải không? Không phải nhìn nghe. Không? Nhìn phải không? Nhìn phải không? Không phải nghe. Không đi ra không phải nhìn. Nhìn phải không? Không phải nhìn. Vậy là chúng mình cũng đã tới quán mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc. Nhưng mà mình không ăn mì quay. Tại vì thằng Bảo thích ăn mì cay các bạn ạ. Và cuối cùng nó gọi tới chua mì cay. Nó lại ăn mì cấp độ 0. Chả hiểu cái gì. Thôi nói chung là các em thích thì mình cứ chiều thôi. Vào thôi. Ồ, tại sao mọi người lại ngồi hết ở đây rồi? Ok, vậy là anh em mình đã order xong đồ ăn rồi các bạn ạ. Thì bây giờ nhân viên đang mang ra cho anh em chúng mình nước trước. Nước rất là ngon. Đây là nước chanh leo của mình. Ông uống nước gì đấy? Đây bạn thân của mình anh em ạ. Học mình, học cùng mình mấy năm rồi, hồi ở quê. Đây là nước gì em? Nước cam. Cam xoài. Ngon không anh? Sao nhạt nhỉ? Nhạt. Sao quá? Nó cam, nó cam màu vàng nhưng mà đều là nước ăn tự nhiên, nó cam bột nghệ, thì ra nước cam đây họ pha, nước cam đấy họ pha các bạn ạ, nên là hơi nhạt chút xíu nhưng mà không sao. Tí nữa mình trải nghiệm mì ở đây xem như nào nhá. Nói chung là mình gọi đây gọi khá món, mấy anh em gọi mấy món khác nhau, người thì mì này, người thì cơm này, rồi khoai tây, rồi chân gà, nói chung là rất là nhiều món. Tí nữa mình sẽ review cho các bạn kỹ hơn nhá. Và mọi người, đây là đồ của anh mình order cuối cùng đã ra rồi mọi người ạ. Thế là anh order cực kỳ đẹp trai luôn. Em cảm ơn anh nhé. Em xin lỗi. Em xin lỗi nhé. Wow, nhìn quá đẹp mắt luôn mọi người ạ. Các cháu nhìn mà thấy ngon không? Các cháu nhìn mà có thấy ngon không? Ok, bây giờ mình sẽ nhìn xuống sâu hơn. Đây là mì gì đây ạ? Mì phô mai. Ok, bây giờ mình sẽ review sâu hơn về các món ăn của mấy đứa nó order mọi người. Đây là mì bò Mỹ. Đây là mì gà này, còn một suất gà thêm mọi người ạ. Thằng này ăn phải được này. Thằng này phải ngon này. Ui trời ơi, ông này còn như là nước lẩu thừa ấy nhỉ? Được đấy. Đồ thừa thằng, nhiều thằng quá được đấy. Cũng ngon. Lẩu thừa đấy. Cũng ngon đấy.
Nói chung là cũng ngon. Đây là cậu bạn thân của mình. Hôm nay thì bạn ấy đi cùng mình nó vui rồi. Anh em nhìn nhau ăn là vui rồi. Thật ra trước ở nhà vừa đớp như chó rồi các bạn. Mạnh hả chứ, cay thật. Rủ anh em đi ăn cuối cùng đi ăn trước. Cay. Là đồ tất cả mà nó order đều ra hết phải để thiếu mỗi một suất cơm của mình thôi mọi người. Cơm của mình gọi là cơm thố. Món này khá là lạ nên là mình order luôn. Review luôn. Chưa ăn bao giờ. Review luôn. Mình vừa nhận được một thông báo khá là khó khăn các bạn. Đó là suất cơm thố của mình bây giờ họ mới bắt được hồ làm. Họ vừa còn ra xác nhận lại là mình có phải order suất cơm thố không. Mình vừa xác nhận rồi thì bây giờ họ mới bắt đầu làm. Dạ bây giờ mình phải ngồi để xem mấy thằng này nó ăn các bạn. Anh em đã order những món mà anh em cần ăn kéo hay gọn kéo hay order mà thấy không biết là chị vừa cầm cái bát đậu mỏng chút thì bắt đầu thế mình phải gọi lại các bạn lên mạng rồi cái này kéo có vẻ không ổn các bạn đây các bạn. Mình vừa ăn thử miếng mì quả cô em Bách này, mình thấy khéo mình nên đổi ý định gọi mì các bạn ạ. Như gọi cơm tình hình này mình vừa cảm thấy hoang mang là mình chưa thử bao giờ, mà quán cũng vừa cảm thấy hoang mang vì quán chưa làm bao giờ. Khéo mình order lại. Ngậm này, tại vì nó dài ra. Đâu, suất ăn của mình nó ra rồi anh em ạ. Cơm thố này. Cơm chiên thố. Cơm thố, kim bắp chiên. Chân gà rang muối và khoai tây lắc. Và về phần tổng quan mình vừa mới ăn thử khoai tây lắc mọi người ạ. Khá là ngon, to rất nhiều phô mai. Phần cơm rất nóng. Cái này không để ý tôi rời tay bắt chặt đây bắt nó bỏng luôn. Anh Nam làm nó. Mình bị bỏng rất là nhiều ở những cái kiểu mà đối với này mọi người. Đỉnh chung. Đây chính là suất cơm thố sau khi mình vừa mới đảo lên anh em ạ. Cơm thố. Cơm thố đấy anh em ạ. Nhìn vậy thôi mà nó ăn hơi bị ngon đấy. Trước cả ăn mì mà có chấm rau đào thì cũng hơi dần dần ra nước. Cúp. Em đã để cuối cùng rồi. Tại vì cơm còn để trong một bát đá còn đang được đun nóng này nên rất là bọc. Vậy là chúng mình vừa mới ăn xong anh em ạ. Đây là bãi chiến trường. Về đang gọi thanh toán.